Ngày mai, 10 tháng 6 năm 2024, công tác kiểm tra, ra soát các công việc chuẩn bị cho đêm khai mạc liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2024 tại dạp 118 Hoàng Văn Thụ sẽ được ban tổ chức tiến hành. Khâu kiểm tra sẽ được các chuyên gia về các lĩnh vực của ban tổ chức liên hoan thực hiện để đảm bảo cho đêm khai mạc liên hoan được thành công tốt đẹp. Bên cạnh đó, nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc cũng sẽ thực hiện công tác chuẩn bị cho buổi lễ trao giải liên hoan mùa xuân tháng 4, tổ chức tại Bình Nhưỡng Triều Tiên mà nhà hát đã tham gia. Buổi lễ sẽ diễn ra vào hồi 16 giờ ngày 11 tháng 6 năm 2024 với sự hiện diện của lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam, cục hợp tác quốc tế Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cục nghệ thuật biểu diễn và các đơn vị có liên quan.